Quy cách xây tường chủ nhà nên biết. Xin chào mọi người, hôm nay hãy cùng em Lộc GEC tìm hiểu một số lưu ý khi xây tường nhé. Thứ nhất, về công tác khoan cấy sát râu, bắt buộc phải có nhằm đảm bảo liên kết giữa tường và cột tốt hơn, bức tường trở nên chắc chắn hơn. Với nhà dân, thường sát râu được làm cùng lúc với ván khuôn và đổ bê tông cột. Thứ hai, trong kỹ thuật xây tường gạch, để tránh hiện tượng trùng mạch và tăng độ bền của tường, người ta dùng cách khóa mạch cứ 3 đến 5 hàng gạch thì 4 lỗ thì sẽ có một hàng gạch đinh. Thứ ba, đối với những vị trí đỉnh tường nơi tiếp giáp với đáy dầm để dễ thi công và có liên kết tốt, không bị nứt thì lớp gạch cuối cùng được xây nghiêng và miết hồ dầu ở vị trí tiếp giáp. Thứ tư, đối với những khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước như nhà vệ sinh, chúng ta xây 5 hàng gạch đinh để tăng khả năng chống thấm cho bức tường. Thứ năm, đối với những vị trí lắp thiết bị bếp, lavabo, bồn cầu treo, bồn tiểu thì chúng ta xây 5 hàng gạch đinh để tăng khả năng chịu lực của tường. Xin mời mọi người cho thêm ý kiến về vấn đề này nhé. Nếu cần tư vấn về xây dựng và thi công trọn gói, mọi người hãy liên hệ với em theo số điện thoại 033 756 9554. Lộc Mai GEC, cùng bạn kiến tạo ngôi nhà đẹp.